các nhà khảo cổ học làm việc với đội xây dựng ở trung tâm Berlin đã có một khám phá đáng kinh ngạc. Một bức ảnh chụp nhanh được lưu giữ nguyên vẹn về một thời đại đã qua. Một khám phá gần như không thể tưởng tượng được giúp chúng ta vẽ ra một bức tranh rõ ràng hơn về cuộc sống ở Berlin thời Trung Cổ. Các đội đang làm việc ở Stalauerstraße, gần một đài tưởng niệm ở một trong những khu vực lâu đời nhất của thành phố. Họ đã phát hiện ra một bờ kè bằng ván thời Trung Cổ từ thế kỷ 12 được bảo tồn hoàn hảo từng hỗ trợ một cấu trúc đập. Cấu trúc đập này đã bảo vệ một trong những con đường đầu tiên của Berlin, giúp thành phố mới chớm nở trở nên đáng sống hơn. Được xây dựng từ cùng những cây sồi trải dài trong thành phố ngày nay. Con đường đã giúp hỗ trợ những công dân đầu tiên của Berlin trong hành trình hàng ngày của họ. Các nhà khảo cổ đã có thể xác định niên đại của công trình là năm 1238 sau Công Nguyên. Họ thu được dữ liệu này bằng cách sử dụng dendrochronology, hay còn được gọi là nghiên cứu về vòng cây. Phương pháp này cực kỳ chính xác. Thành phố đang tổ chức các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến địa điểm khai quật, vì vậy nếu bạn ở trong khu vực tôi sẽ cho nó một cái nhìn. Mặc dù khiêm tốn so với đường cao tốc và đường sắt ngày nay, nhưng những con đường như thế này đã giúp làm cho các thành phố thời Trung Cổ khô ráo hơn, trong lành hơn và sạch sẽ hơn. Do đó giúp giảm thiểu bệnh tật và rác rưởi nói chung. Những đặc điểm khảo cổ này đại diện cho một hồ sơ quan trọng về kỹ thuật dân dụng đầu thế kỷ 12. Các kè ván gỗ được xây dựng bằng các khúc gỗ sồi lần lượt được xếp ra ngoài và được bảo quản bằng một lớp đất sét dày, tạo ra một môi trường yếm khí. Không nghi ngờ gì nữa, đất sét đó bao gồm một phần rác rưởi trong ngày và giúp bịt kín các tấm ván khỏi nồng độ oxy mà thông thường sẽ khiến gỗ bị thối rữa. Những con đường này đã giúp thúc đẩy sự phát triển ở Berlin và củng cố sự nổi bật của nó trong khu vực. Đã có nhiều thay đổi kể từ khi con đường này được xây dựng. Tôi không ngờ những cư dân đầu tiên của thành phố sẽ nhận ra đô thị hiện đại ngày nay. Thật là cảm hứng khi thấy văn hóa con người và môi trường được xây dựng đã phát triển như thế nào kể từ thế kỷ 12. Rất hiếm khi có những khám phá như thế này vì một số lý do. Một số trong số đó bao gồm chính môi trường ký gửi. Hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa đất sét dày và đất cát có thể ảnh hưởng như thế nào đến đồ tạo tác bằng gỗ. Thông thường, các đặc điểm khảo cổ có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển trước đó, nông nghiệp, các hoạt động thời chiến hoặc đơn giản là mục nát. Các mảnh và cấu trúc quan trọng từ thời cổ đại đã bị phá hủy ở các thành phố châu Âu như Berlin và Rome trong các cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ 20. Sự phát triển của thành phố cũng ảnh hưởng đến các địa điểm khảo cổ đô thị. Khi các thành phố phát triển, những gì bên dưới thường bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải gọi các nhà khảo cổ học. Để giải quyết vấn đề phát triển bền vững, các chính phủ trên toàn thế giới đã phát triển các phương pháp khoa học để nghiên cứu các dự án xây dựng. Giám sát xây dựng giảm thiểu những tác động mà sự phát triển gây ra đối với di sản văn hóa tập thể của một thời đại nhất định. Khám phá này làm nổi bật tầm quan trọng của vai trò đó. Một trong những phần thú vị nhất của thế kỷ 21 sẽ được chứng kiến thành quả của nhiều quốc gia áp dụng luật bảo tồn lịch sử. Có rất nhiều khám phá nữa sẽ đến trong tương lai gần. Chúng ta hãy chúc mừng các nhà khảo cổ học tại văn phòng đài tưởng niệm nhà nước vì họ đã bổ sung một cách tuyệt vời vào hồ sơ khảo cổ học. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!